Mẫu mới, mẫu mới anh em ơi. Lục quá, mẫu mạc này, cái cửa nghe anh em, cửa để quắt vô này nứt xong rồi, xong cái khung này này bằng đạp. Này mình xài là inox 304 nha anh em. Khung này là sắt 5 ly nè. Nói chung là cái lợp này toàn là inox 5 ly hết. Còn cái này là cái bàn đạp này làm bằng cái thép. Bao nhẹ nha. Này là inox 5 ly hết nè. Đập một cái cho anh em coi nha. Bao mạnh. Inox 304 5 ly. Đây bằng đạp. Giờ mình nứt vô nha. Rồi. Rồi tạm thời quay cho anh em coi chơi vậy đi. Rồi xong thành phẩm thì mình quay tiếp. Hôm nay là bài quát con. Đấy. Bắt con mới hót ngày qua đây để cho nó ăn à. Mới bắt ngày qua nha. Nghĩ no nghĩ mệt rồi. Nãy mình để sâu con vô đây luôn cho nó tự ăn luôn. Ngon rồi. Con này nó ăn sâu không à. Này cho vô uống nước chút xíu đi. Đó, uống nước nha. Đó, này, em này vô luôn. Ăn rồi đi uống nước. Quắc, cho quắc uống nước, tắm đồ chai. Bắt được rồi nào? Hôm qua đó. Giúp đàn con hay chứ nha. Giờ tắm rồi hay không? Nói bắt hôm qua đó. Đó, thấy tắm không? Cái bàn chừng của nó hết biết không? Giống con quắc cân nhốt ở đây nè. Trời ơi, vui. Quắc con mà. Tắm luôn vậy như làm. Con em nó nhìn nó biết con quắc đó bà. Hả? Ai? Nó nhìn là nó biết con quốc này nè. Nè hả? Để nó bằng chân đó. Con nó con gà. Nhìn chắc nó nhìn cái bằng chân đó hả? Lập quốc một mặt đây. Ủa hiểu như con gà con luôn á kìa. Gà này gà ô nha. Rồi. Rồi kết thúc video tại đây. Anh em nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye nha.